đằng kia. Ui giời, còn cả con mò nữa. Chổ 4 con. Một đực và 3 cái. Cặp đôi sẹo, những con chó bản. Mọi người có ai thấy con này đẹp không? Hai em cái bản và sẹo. Một em thì đã đẻ rồi. Sẹo đẹp dài. Ra kia chơi với chúng nó đi. Nào. Hi nhô. Sẹo ra kia chơi với chúng nó đi. Nào. Ra đằng kia. Ui giời, còn cả con mò nữa. Chổ 4 con. Một đực và 3 cái. Con đực và 3 con cái, tất cả đều là chó bản. Sẹo ra chơi với chúng nó đi. Ôi giời, này còn cả con vẹn nữa. Nó phi ra đây lúc nào đây? 5 con. Trách nhiệm của sẹo rất nặng nề. Có 2 con cái bản này là sắp lên giống. Hôm trước đã quay rồi đấy, hôm trước là đã quay bảo là muốn nhường 2 cái con này cho bạn nào mà nuôi ít chó. Đây, đây là 1 này, con này là 1 này, con này là 2. Đây. Đó. Sẹo và 2 em cái sắp lên giống. Con vẹn thì đi vào trong nhà đi. Ra chơi với lại 2 đứa kia đi. Ừ. Nào, sẹo vào đây, ra đây. Không thể tưởng tượng được. Nó sợ sấm, rồi nó cắn chuồng. Nó cắn, nó phá chuồng để nó ra. Có một lần thôi mà răng nó mòn hết răng luôn. Rồi, gãy luôn cả răng nanh này. Trời ơi, gãy răng nanh luôn. Sao mà mày nó này kỳ cục này. Răng nanh này gãy này, gãy luôn răng này. Đấy. Điên nào, gãy răng rồi. Chân ra.
răng thì vẫn đủ, nhưng mà răng thì cái nào cũng gãy, mòn hết cả hàm trước. Chân răng thì nhìn thấy đủ này, tiền hàm này, tiền hàm trên này, yên, nhưng mà răng thì mòn hết rồi. Mỹ này, thế mẹ gãy hết cả răng nanh. Không hiểu là như thế thì còn đi thi được không? Ê, chị này. Không biết là cái răng gãy này nó sau này nó có mọc được lại không? Cái vàng này thì trên bản nó đẻ một lứa rồi, con này thì ngoan. Ôi thanh niên này thế là mòn hết răng rồi. Thanh niên ơi là thanh niên, sơ sẩy một tí thôi. Đi ra kia chơi với chúng nó đi. Không có lại đằng này. Ra chơi với bạn đi. Cái chiếc chân này có kịp một lần nào không? Chơi với nó đi. Con vàng này thì sắp đến đợt lấy giống rồi. Hy vọng là đợt này nó sẽ có kết quả. Lần này thì vẫn sẽ cho nó ghép với con sẹo rồi thôi. Sẹo thì cái tỷ lệ mà ra con chó con cọc thịt rất là cao, cho nên là sẹo được ưu tiên cho ghép một loạt. Ba đứa chơi với nhau đi. Sẹo ra chơi với hai đứa kia đi. Thả mà cho ba đứa chơi chung đấy. Đây, hai con này. Sẽ ghép với sẹo. Hai con cái này thì thể trạng của nó chỉ khoảng tầm 18 cân. 17, 18 cân gì đó. Con này cái lớp lông đệm của nó là nó có phớt đen này.